Trời ơi, thời tiết gì mà dạo này nhá, nóng 39, 40 độ, nó ngủ ghê gì được chứ. Ở trong nhà nóng chắc bốc lửa luôn á. Chị Hai ơi, làm cái gì vậy? Nóng chết luôn nè, ngồi ngủ không được. Ừ, em ở trong nhà ngủ cũng không có được nữa. Nhà nó biết cho nóng quá. Nóng bữa nay lên 40 độ. Ai chắc dữ lắm. Đó thì đập nó ngủ ghê chứ. Nước cạn quá à. Ê, hay là mình đi xúc hến đi, vừa, vừa tắm mà vừa xúc hến nữa. Đúng rồi. Chiều lại có ăn nữa. Đúng rồi, vừa mát nữa nè. Đúng nha. Vậy đi xúc hến đi, đi xúc hến đi, đi xúc hến đi, tắm đi. Đi 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 hào, đi hào, đi đi hào rồi. Đi. Dạ, quý vị miền Tây xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh nha. Cả nhà ơi, thì thời tiết chỗ này 39-40 độ quá thì nóng rồi. Sẵn ở đây nước cái sông nó cạn đó nha. Cái rút thì hai chị mình nó vừa đi tắm sông vừa đi mò hến nữa. Thì mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đi xúc hến nha chị mình nha. Đi xuống. Nước rộng quá không biết xuống sao nè. Leo đi. Đu cây cột cây xuống. Hến nó nổi bẹo như khuôn lận. Đúng rồi. Có bịch tảo bi gần thương biết bơ không? Nhập vô. À, chị hãy qua lấy cái này chọc cổ cho ai coi. Ôi, ở đây có sò lông luôn nè. Cả nhà, có sò lông luôn nè cả nhà. Ôi, nó nổi nhóc hết trơn luôn nè. Nó phơ nắng luôn rồi nè cả nhà ơi. Cái này mình đi lụm luôn, thương cái mình xúc thì nó thương. Đi lụm dài. Ôi, nó lú đầu nhắc hết trơn rồi đó. Con hến. Hến này nó... Bị gì? Hến đất của hến gì đó. Nó bự quá. Mấy con mà cắm cắm xuống đất hết trơn. Con cắm cắm xuống đất là mấy con đó nó còn sống. Ở đó mình lụm, tính ra mình lụm còn nhiều hơn chút nữa. Có ốc quắn nữa kìa. Có móng tay nữa nè. Ồ nè cả nhà, thấy không? Đúng là ngọc của trời cho. Ôi đã quá à. Nè con sò lông nữa. Bên kia có nhiều không? Cũng là dài. Mày lắp chơi nhỉ. Ra hai cha mình mà chịu khó lực một hồi á là nhiều lắm á. Ơi Thương ơi. Thôi. Nghe lụm nó hơi đắt ha, mà chứ mình sàn lại hến mà nó biết nói chuyện luôn trời. Ớt bằng chán đây góc liền luôn chưa nãy lụm được ốc hai ốc len nước ngọt. Cái này là đi đi lụm ngọc nè. Bụng nó nằm nè. Cái ham cậu. Khỏi cần đi đâu xa. Xong thôi đã có ăn liền. Ở nước có cái gì nè, ơi nhiều quá ha. Ừ, nó nè chắc cũng mua bự luôn, mua nhỏ đâu à, nội gì mỗi mỗi chân quá. Cảm ơn mệt quá.
Ừ, nó bắn nước luôn rồi, bắn nước chéo chéo chéo. Trời. Không lực hả? Lực. Đúng hả? Phải à? Lực. Lực tới cả nhà. Mà nhỏ quá. Bự lại bắt rồi. Mày cái này nhỏ là thật nhỏ, mình thích nhất là sắn múc với xong múc đất lên đó cả nhà. Đi lượm mấy con lịch đó. Tôi lượm sò lông ở ngoài luôn. Biết bên trong gì không á? Không. Không biết. Đó là như vậy. Ba gì vậy? Chúc hết mời. Chú đi. Ba ơi. Nó chúc hết nè. Tắm xong cho mát nè. Nó phụ đi, thúc miếng đi. Mà mới đi động vậy. Nó ấp muối ra, ấp ra mà. Thôi nát đi. Bắt đủ cua này chị hai. Ôi cái này nó bò lên trên đúng không? Trời ơi. Ai lộn bức bích vô đây vậy? Chui đó, chui đó. Bắt được cua nè. Ôi, cua chết rồi kìa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, nó bao bấy rồi. Bò lên bò xuống được hay gì vậy? Trời ơi, ai húng vậy? Lượm gì dữ vậy? Vàng. Ở đây thôi kiếm được cây vàng. Hôm bữa đi một cái là ai bình luận cái chạy của ba mình là cái gì cái nhà cầu gì đó tự nhất này có ông quắn nữa nha nhà, mấy ốc len này lên lễ cái này lễ cái kéo lên bò luôn nhà, cái nhà hai bên mình đập bò đóng luôn nha. Đi qua sông không? Sông thấy nó im hơn á. Nó mát nữa. Đi chỗ trong ba xuống rồi. Xuất hến mời. Hết giờ con chết nè. Điểm thịnh đi. Mình đây tắm cho mát. Ơi, mò được cục, mò được cái hộp cà na luôn. Nước trôi đi không nổi. Ai mượn đi ra ngoài đó chứ. Bên kia ơi, nó trôi tới nhà bà kia luôn. Trời ơi, nó trôi dữ hả? Ơi, đi tới luôn á. Trời. Trời à. Nó bắt luôn á. Này cạn quá, trời cạn luôn. Cái này hết rồi. Lộn nó giảm rồi. Giảm rồi. Vậy nó bắn nước kìa luôn. Chết kìa lịch á. Lịch á. Lỗ lắm. Mẹ đưa. Mẹ đưa nổ mày đó. Ở đây nó lúng quá rồi, đi không được.
Cũng ngồi xuống cái nhà nó nhiều. Ờ chị Hà, hết bự chị Hà. Nè, hết bự rồi. Nhẹ hết không ạ? Nhẹ hết rồi. Lúc ngoài nè, mò được rồi, xà lông Úc Hương vô rồi. À nước ngọt mà có xà lông Úc Hương. Chị Hai ơi, Hùng ơi. Mùi luôn kìa. Đây cái bóng. Cái gì? Cái lội hả? Cái gì không biết luôn chị ta. Bóng phải. Bông trắng. Bông trắng con cá. Cái gì? Ừ. Ơi cái nước lờ vậy trong gieo à nè nắp trơn thấy nó gỗ một vị chút nó nhiều thì hãy xuống ai dân lợ hãy xuống để tiếp tục mấy con này mỗi lần không tổ chén gì được luôn đó. Đâm nhỏ 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 này nó trên bờ nó không có nhiều lắm. Nó giống nhỏ luôn rồi. Ghê quá, đắt thì ghê luôn. Ngộ ngoại. Dính cái giò rồi không có đi được. Ở đây nó cọc không à? Trượt nút giờ mẹ thấy không quay lại thúi quá à, xong anh lấy thúi quá à mạnh mày láo quá à đi láo mình tức mà thấy có vậy không quay nữa không biết ở đây nhóc chân bữa nay giảng bữa đi nha tại vì đám mừng tận đám giỗ nên là người ta đọc giảng giảm không à giảm hả chỗ này cá quá trời ngớp luôn kìa. À chị Hai nhiều chưa quá dữ luôn đâu mỗi gì yeah. Cái này một nải của ông bà thôi đó một 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 cái da mò tay cũng nhiều luôn con giọng này giống sao hả giọng này là giống sao đâu có đường đó chỗ đó trống đó dễ xuống đó vòng vòng đó đúng sao ơi đi một đống ngàn cự
cả nhà không biết gì chân. Ừ, trong người trong, trong cuộc biết được chụp kém thôi. Em thích cá gì không? Chiều nay mình đi, mình đi chạy lưới đi. Đúng rồi, cái này tắm xong mát thiệt luôn. Ủa lơ e lúc có gì chơi vậy? Quá làm gì chơi. Ba mày hổ hến mày luôn. Chúng lẽ là vậy. La lên cái này có hến hay gì? Hến mà la lên cây bò lên tao chờ chẳng. Giấu hoài à. Sợ, sợ giận hả? Quậy à. Mày à. Bò nóc cho là anh em ơi. Nhiều luôn nữa nha, ba mình cũng sàn cả. Quá khứ rồi gác không. Quá khứ rồi gác không rồi nha. Cái làng láng luôn à. Láng không à. Nè cho ba cái gỗ bự nè. Cái gì quá trời luôn mà quá trời lá luôn. Đâu mấy ở trên cái cọng đó nhà cái gió thổi rớt xuống á. Bắt tài nhóc luôn. Sao đó. Thằng ba mình đứng giữa sông. Đi ra con gọng nè. Chị hai hỏi cá mà nó nào á. Chị trời. Rồi. Ôi đứng mà nước nó trôi luôn á. Nó bóc giống cái bọc gì bự bự. Chưa có là một mít nữa chừng. Không, không, không xài. Trời ơi. Con ngốc quá. Mời tay nực quá. Nhỏ mình hay chơi trò tập xuống nước đưa hai rồi. Ba tớ bển luôn rồi. Ba đổi cái điểm luôn. Đi màu hở, à, màu diệm ơi. Cái câu ghê lắm. Tì giống giống con cá gì ta. Giống cá là hén. Cà này tắm mát à. Tắm muốn lên đúng không? Cái cây nó mát luôn. Thấy gì hết chứ hồi nước lớn à. Nào nước lớn lên. Nước lớn chị kẹt lấy chị à. Bắt bắt con sò luôn. Rồi nuôi câu cây. Vậy này nó bắt cái gô. Thôi hết quá trời. Đó lộn gì vậy. Nếu là mình làm thêm cái clip hến phơi nắng ớt. Nắng ớt. Phơi nắng. Lâu rồi chú ăn đó chị. Ăn không? Nè hến ăn mới ngon nè. Hến bự mà ngon bằng cái camera luôn. Bà không nói tôi lặng không chơi luôn hả anh Vy. Không có lò gì hết trơn á. Ở đây này tờ lên nắng. Đây. Cả nhà ơi, cái này là dẹm nè cả nhà. Dẹm này á mình lên mình ngâm nước á, qua là sau á cái mình làm một chén mỡ hành á, mình để mặn ngọt cả nhà, cái nướng hành. Còn hến này á thì chiều nay á lại gia đình của mình á sẽ trụng nước sôi đem ra để xào cái bánh chén á. Nó quá trời luôn, đầy muốn đầy thao luôn nè. Thì mấy chị em mình nó xúc vài cái mấy chị em mình lên nha. Thì clip xúc hến ở đây thì qua không đưa em cái gỗ nè. Ôi. Nhà ơi. Con ốc đất. Hến. Thì cái này mình xúc có thì hên xui có hến, có dẹm, có ốc.
có đất cũng có nữa, có đôi khi dính cá nữa cả nhà, dính cá nữa. Nói thì bây giờ hai chị em mình nó sẽ tắm chút xíu nữa, hai chị mình sẽ lên nha. Thì clip này hai chị xin khép lại. Hôm nay chị hôm xưa cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Ở nhà cho hai chị em mình xin được like và đăng ký nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị và các bạn lúc sau. Xin chào.